Mở cửa hàng kinh doanh trà trái cây trên đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh từ đầu tháng 5 năm 2024. Những ngày hè oi bức, tiệm trà trái cây của anh Trương Văn Lưu ở phường Nguyễn Du phục vụ lượng lớn khách hàng với những ly nước giải khát thơm ngon bổ dưỡng. Trong thời tiết nắng nóng, anh Lưu cho biết lượng khách hàng đặt ship nhiều hơn so với mua tại chỗ. Hiện tại, cơ sở của anh Lưu ghi nhận lượng khách hàng quan tâm đến nhiều loại trà trái cây như trà mãng cầu, trà xoài chanh leo, trà đào, trà mận. Nguyên liệu chế biến trà 100% từ hoa quả tươi sạch. Hàng ngày, anh Lưu trực tiếp lựa chọn hoa quả tại các chợ đầu mối, sau đó sơ chế thủ công, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo anh Lưu, thì để có được một ly trà trái cây thanh mát, tươi ngon, vừa đẹp về hình thức, vừa đảm bảo chất lượng, giải nhiệt cơn khát mùa hè, người làm không đơn thuần là kinh doanh, mà trong đó còn có cả tâm huyết, đam mê và sự sáng tạo. Nắng nóng là tiệm trà là bán khoảng 80 đến hơn 100 cốc. Còn những ngày thường ví dụ như thời tiết nó cũng nặng thì khoảng bán được khoảng 40 đến 50 cốc. Nhu cầu người sử dụng hiện nay nó đang rất cao, có thể là ngồi tại quán cũng ship tận nhà để đảm bảo dù là nguồn thực phẩm là tốt nhất. Hiện tại là mình là đang đi lựa chọn từng sản phẩm, từng hoa quả để về sơ chế và để đảm bảo. Cùng với những loại thức uống giải khát có nguồn gốc trái cây, thì nhiều người đến các quán với mục đích thưởng thức những ly nước xay từ trái cây. Với nhiều người, trong những ngày hè oi bức, còn gì tuyệt vời hơn khi được thưởng thức một ly nước ép trái cây mát lạnh, sảng khoái. Không chỉ giải tỏa cơn khát, cung cấp năng lượng, nước ép trái cây còn cung cấp cho cơ thể nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu. Với hương vị thơm ngon bổ dưỡng và tiện lợi, phù hợp với túi tiền của học sinh, sinh viên, dân văn phòng, trà trái cây được nhiều người ưa thích. Tôi thấy thời tiết quê mình khá là nóng, mà trà này là giải nhiệt khá là tốt và giá thành cũng rất là hợp lý. Đấy là phương án tốt cho mình để giải tỏa cơn khát mùa hè. Nắng nóng nên nhiều mặt hàng nước giải khát có nguồn gốc từ trái cây như trà tắc, các loại sinh tố, nước mía, nước dừa đều được tiêu thụ mạnh. Từ các quán cà phê, quán cóc vỉa hè đến các cửa hàng tiện lợi trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh luôn trong tình trạng đông khách. Do đây là các mặt hàng nước uống bình dân được chế biến đơn giản, chủ yếu từ nguyên liệu thiên nhiên với đặc tính an toàn, tốt cho sức khỏe và có giá thành phù hợp, nên thu hút khá đông người tiêu dùng đón nhận. Nắng nóng như thế này á, thì hầu hết người dân là ưa chuộng những loại nước trái cây á. Trung bình thì đối với ví dụ như nước dừa thì chúng tôi là bán từ vài chục đến khoảng 6-7 chục là ly nước dừa. Còn ngoài ra còn có những loại nước khác nữa, nhất là trà chanh, trà tắc thì giới trẻ rất là ưa chuộng. Thời tiết oi bức, nhu cầu giải khát của người dân tăng lên đột biến. Theo đó, nhiều cơ sở đã tự chế biến thủ công các loại nước ép để phục vụ tiêu dùng. Với ưu điểm giá rẻ, ngọt tự nhiên, nước mía là lựa chọn hàng đầu của nhiều thực khách trong những ngày nắng nóng. Mỗi cốc nước mía hiện được các tiểu thương bán ra với giá 10.000 đồng. Nước mía ép đóng chai sẵn, giá dao động từ 15.000 đến 20.000 đồng mỗi lít. Tuy nhiên, trong sự sôi động của thị trường và nhu cầu bức thiết giải tỏa cơn nóng mùa hè, nhiều thực khách vô tư thưởng thức mà hầu như không ai quan tâm đến các vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm. Đối với mình thì mình thấy nó ngon bổ rẻ cho nên là mình lựa chọn ở thôi, chứ mình cũng quan tâm nhiều đến những thứ khác, chỉ cần ngon bổ rẻ là được. Không chỉ sản phẩm nước mía mà trong những ngày nắng nóng này còn có khá nhiều loại nước trái cây được sản xuất thủ công như nước dứa, nước cà rốt, nước ổi. Tất cả đều thao tác thủ công và không chịu bất cứ sự kiểm tra giám sát nào. Hoạt động mua bán và tiêu dùng hoàn toàn dựa trên niềm tin. Thời tiết nắng nóng, sự sôi động của các sản phẩm nước uống giải khát sản xuất thủ công từ trái cây là điều hoàn toàn dễ hiểu. Tuy nhiên, để tránh những tác hại do một số loại nước uống sản xuất thủ công không bảo đảm an toàn, các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra giám sát, đảm bảo các bước an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là nguyên liệu đầu vào, máy móc chế biến, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo để người tiêu dùng có những sự lựa chọn thông minh, nhằm tự bảo vệ sức khỏe của chính bản thân. Thì chúng tôi khuyến cáo là người tiêu dùng á, là khi lựa chọn sản phẩm thì nên là lựa chọn ở các cái cơ sở mà người sản xuất kinh doanh đó thực hiện đúng các cái quy định về an toàn thực phẩm. Một là cái nguyên liệu để mà chế biến sản phẩm là có nguồn gốc rõ ràng. Thứ hai là chủ cơ sở và nhân viên là thực hành đúng các quy định về an toàn thực phẩm. Như là có găng tay, khẩu trang, tạp dề, vân vân, và dụng cụ bao gói, rồi là bảo quản, rồi là chế biến thực phẩm là phải đảm bảo sạch sẽ. Theo dự báo thời tiết, các đợt nắng nóng mùa hè năm 2024 còn kéo dài. Để giải khát trong mùa hè nóng nực với đồ uống lành mạnh, tốt cho sức khỏe, người tiêu dùng cần chú ý bảo vệ quyền lợi và an toàn sức khỏe của chính mình. Bên cạnh đó, các chủ cơ sở sản xuất nước uống giải khát các loại cũng phải hành nghề bằng trách nhiệm, ý thức, tránh những hành vi ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng trong lựa chọn nguyên liệu đầu vào và các bước chế biến sản phẩm.